Chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá. Này, gì? Mày xem rap việc mùa 2 chưa? Rồi, hay nhỉ? Này, mày thích thí sinh rồi nhá. Tao ưng để quyền. Được đấy nhở? Chứ mày thích ai? Tao, chắc là tao thích Soul Seven mày ạ. Thế vậy á? Đỉnh quá trường. Cả Black Car nữa cơ. Còn là OTD nhá, còn Sea Chain. Lại còn có Obito luôn. Không biết vào cuối đầu này, idol với ai, khả năng căng đấy. Chắc là gai cấn lắm mày ạ. Tao á, trong đầu bây giờ toàn bài hát vòng 1 thôi. Tao thuộc hết rồi. Cậu Bình. Ôi, ta. Cậu mày nói chuyện riêng trong giờ đúng không? Trả lời cho câu hỏi này, nhanh lên. Cậu cho tôi biết cái phân số này, nếu chúng ta rút gọn đi thì chúng ta còn lại cái gì? Em thưa thầy là còn lại cái gì? Trả lời. Còn thớ là còn gớ. Này, tôi không đùa với hai cậu nhá. Tôi hỏi lại, còn cái gì? Còn gì nữa đâu mà không với sầu. Yeah. What's up, man? Muốn tính thì phép tính ngay. Chúng ta phải bỏ cái gì? Bỏ lô, bỏ đề, bỏ cờ, bỏ bạc. Thôi suy nghĩ mình sẽ gỡ ra. Bất lợi tất cả từ con số không. Bỏ lô, bỏ đề, bỏ cờ, bỏ bạc. Thôi suy nghĩ mình sẽ gỡ ra. Bất lợi tất cả từ con số. Các em, cho thầy hỏi. Để có đủ chất thì bữa sáng các em phải ăn cái gì? Bữa sáng của em là thịt, bữa sáng của anh là trứng. Sau mỗi lần chúng ta anh lại có nhiều nguồn cảm hứng nhá. Các em, dịch cho thầy hai từ này sang tiếng Việt là cái gì? Bật rồi lại tắt, nghe được giai điệu giống như là nước chảy. Bật rồi lại lắc, như đuôi rồng có lôi sức bẩy. Sau khi học qua tác phẩm này thì chúng ta có thể coi tác phẩm này như là cái gì? Như một phim Super Bowl, lung linh trong đêm những đèn màu. Do lý do thì gặp you lại thứ kia đang đau đầu. Cậu Trường, cậu có phải người mà làm mất cái sổ đồ bài của lớp đúng không? Không, thầy không phải thầy em ạ. Có đúng không? Trả lời. Em thầy em có ý kiến ạ. Cái gì? Ý kiến gì? Không phải tải nó. Tác giả đã nhận xét Sài Gòn như thế nào? Sài Gòn đẹp lắm em ơi, Sài Gòn đẹp lắm em ơi, Sài Gòn đẹp lắm em ơi, Sài Gòn đẹp lắm hỡi người. Là vì thành phố có em ơi, để anh quên mất sáng trưa đêm ngày, thời gian anh phải thu xếp để chờ. Dự định tương lai của em thì em sẽ làm công việc gì? Công việc em hot, TikTok, Nike, rap, hip hop, thu nhập 120 tinh con một con heo. Khoan đã, câu này là của Hiếu thứ hai mà. Sao lại có trong mùa này? Chưa, không ổn, tao tính sai. Chuyện của Khang đi mày. Nghe đọc chương trình này không đâu. Khang đi, tao có gì cơ. Câu... À... Em như một tiên thần rơi xuống trần gian của em là Mai Ca. Tình yêu tao thật tươi đẹp tựa như chúng quân và Hồng Na. Khoan đã, câu này vẫn là của Hiếu thứ hai mà. Chưa kể sao lại tình yêu đẹp như kiểu chú cuội với Hằng Nga. Hai người này thì có liên quan gì với nhau? Câu này vẫn cột thứ hai mẹ. Nay thứ ba mà hát cũng được rồi. Đừng có căng nhỉ. À đúng rồi, hát câu đấy. Câu này
Chính là cô đấy. Chính xác. Giữa trăng sáng mình romance, Lewis Kim mình show đen, nắm tay em cùng xe lên mắt trên tao mà ta. Câu vừa rồi là của Tờ Lưng mùa trước cơ mà. Tôi khó chịu với các cậu rồi đấy nhá. Vì sao các cậu lại vô ý thức như vậy? Vì anh đẹp trai, đẹp trai. Vì anh đẹp trai, đẹp trai. Vì anh đẹp trai, đẹp trai. Mẹ các cậu không dạy bảo các cậu cái gì à? Ha? Mẹ nói thôi mưa gió ở nhà đi đừng có đi chơi. Ta chia ly mỗi đứa một nơi có phải đó là ý trời. Tôi đùa với các cậu đấy ạ. À? Nhà các cậu ở đâu? Và em biết nhà anh ở ngay đường Hai Bà Trưng. Có mấy bà hàng xóm nát anh như ông ai mà. Từ khi em rời xa nỗi cô đơn trai và sưng. Dòng đời đưa để anh vẫn cứ lại đài mừng. Học hành rốt nát như thế này thì tương lai cậu muốn cái gì? Tương lai anh muốn con lăng bổ chóc trong gara. Lưu baby anh rất để đưa mẹ ra khỏi hút chuyển đến biệt thự. Lưu baby one time for the... Thôi. Đủ lắm rồi. Sao thế? Tôi nghe rap của các cậu thế là đủ rồi nhá. Và tôi đã đưa ra quyết định của mình rồi. Quyết định gì thế thầy? Thực ra thầy cũng là rapper. Rapper á? Và ngày hôm nay thầy đại diện cho một huấn luyện viên của Rap Việt đến đây để lựa chọn thí sinh nhận được chiếc nón vàng này. Thế á? Ngầu thế. Và thầy đã tìm ra rồi. Đó chính là em, Minh Lê. Ôi, em trọng rồi mày ơi. Mày nổi tiếng hơn đừng quên tao nhé. Ý là thôi đi. Thầy hy vọng là với chiếc nón vàng này em sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai. Hãy nhận lấy. Gì? Sao đấy? Thầy ơi, nón này nó hơi yếu thì thầy đổi nón khác cho em với. Sao thế? Nó này không buộc thế ơi. Nón này nó hơi thiếu vàng thế. Cái nón này phải đấu với nón khác không có tác dụng. Cái gì? Đúng rồi thầy ạ, em thấy là cho nó chút tương lai thầy. Vâng, đổi em nón khác đi thầy. Kênh của Bình Lê đã đạt được 900 nghìn sub rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em đừng quên nhấn subscribe để mình đạt 1 triệu sub trong năm nay nhá. Let's go.